Kể từ nhỏ mama gọi tên là cậu ấm à. Thế từ nhớ mama nói tới là cậu sắm à. Xếp hàng ngay giúp việc nhà cậu như cậu tắm à. Ai mà không vừa ý mà làm cậu khóc là cậu chấm. Kể từ nhỏ mama gọi tên là cậu ấm à. Thế từ nhớ mama nói tới là cậu sắm à. Xếp hàng ngay giúp việc nhà cậu như cậu tắm à. Ai mà không vừa ý mà làm cậu khóc là cậu chấm. Xin là nhà giáo đây là con mồ. Tiếng nói có sức nặng như một chậu cô. Ba thì bất động sản đây là hiệu trưởng. Bước vào trường thì mấy bằng đỗ bao nhiêu mà nhớ thương. Thấy đống đô la ngay ở trên giường. Ba phải nói sẽ hết một ngày thật là áp lực, nên rải toàn đô la bill ngay ở trên đường. Đi xe đạp mà bị bắt té, cậu bị chạy xước. Ma bao đồ cho cậu thành chiếc Lambo. Cậu như gặp được thiên sứ và có thêm điều ước. Cuộc đời cậu đã được định hướng, không còn map Google. Đi về nhà thì có người thầy quần áo, có người dân cầm chiếc mặt phong thái như một hoàng tộc. Cậu được sinh ra và xuất phát thì không còn điều gì phải xuất tán. Đi cùng đời cậu chỉ trâu trong từ sợi tóc. Còn lên mê nhạc rap cũng thành rap star. Cũng nhạc của cậu tức là khác lạ. Sử dụng mỹ từ tức là xa hoa. Cậu đến với cà phê hip hop để đưa âm nhạc đến phát xa. Kể từ nhỏ mama gọi tên là cậu ấm à. Thế từ nhớ mama nói tới là cậu sắm à. Xếp hàng ngang giúp việc như cô tắm à. Ai mà không vừa ý mà là cậu khóc là cậu chấm. Kể từ nhỏ mama gọi tên là cậu ấm à. Thế từ nhớ mama nói tới là cậu sắm à. Xếp hàng ngang giúp việc nhà cậu như cô tắm à. Ai mà không vừa ý mà là cậu khóc là cậu chấm. Let's get it. Nhưng mà đây mới là những lời thực sự con muốn nói với ba mẹ. Vậy thì những điều con muốn nói với ba mẹ là con muốn được yêu thương chứ không phải là đóng tiền. Tiền tiền có sức nặng là tình thương, sự gần gũi của nhà khác con thêm vui hơn là tiền. Muốn ba về nhà ăn bữa cơm, muốn mẹ hãy cho con ngủ. Con không muốn một mình trong căn phòng hơi rối rắm cho mấy vui mà ở chế độ phòng thủ. Muốn mẹ một lần hỏi thăm dạo này đi học có ai bắt nạt con không. Muốn ba không còn đi công tác, không còn mua đóng quà ba ship hàng tháng. Yeah, thì còn có nhiều bạn nhưng vẫn thấy cô đơn. Còn chơi với con là việc tiền. Muốn được sống là thiếu nhi, không phải thiếu gia mà chưa có đồng tiền. Đi học thì có đứa canh gác, đi zombie với đồng tiền phải tránh xa. Con muốn được kết thân chứ không phải vì khoảng cách thư xa xỉ càng đẩy ta ra xa. Đặt giới giữa con người và tiền, nó thật sự lớn với con. Con vẫn chỉ là thiếu nhi, con không muốn từ tiền mà sao mà bị bản thân làm phiền. Khẳng định với tất cả, con là thiếu nhi, con là thiếu nhi. Nhắc lại một lần nữa, con là thiếu nhi, con là thiếu nhi. Khẳng định với tất cả, con là thiếu nhi, con là thiếu nhi. Nhắc lại một lần nữa, con là thiếu nhi, con là thiếu nhi.